quê chánh xa sẽ dễ vui ôm gỗ và cách chắc sai. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhi. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhi. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Sura meraya machapamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Mani pancha sikha bada ni sa tu kang ka toa apama de na ne cha ka lang samma ra ki ta pang chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo có vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Sĩ lê na su ghi tinh danh ti ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na nê pô tinh danh tế các chúng sanh được giải thoát đạo quả niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta sma si lăng vi sơ tha dê bởi các cái nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa đu sa đu lành thay. Và kính mời tất cả đạo tràng chúng ta lắng lòng thanh tịnh để sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamange na vande hang padapam suvarutamang buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hang dhammanca duvidang varang dhamme yo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứu sinh pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vande hang sanggan cha duvido tamang sangge yo kalito so sangho kamutang mamang. Chúng con lòng kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cứu xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho chúng con. Bhavatu sa pamangalanga kanto sa deva sa papothanu pawe na sa da sa te pavantu te bhavatu sa pamangalanga Rakantu sampa devata sampa tammanu pawe na sada soti pavantu te pavatu sampa mang jalang rakantu sampa devata sampa sangkam nu pawe na sada soti pavantu te siti yacana rata siatama tu siatama tu edang palang etasmin ratanata yasmin sampa sadana cetasum. Sa thú sa thú sa thú. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trực. Dạ nguyên như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt lớp học
kính tri ân sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang đã thay mặt chư tăng để truyền quy giới cho hàng Phật tử chúng con. Và bây giờ Pháp sư đã vào lớp, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như thanh tịnh để thỉnh Pháp sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu ta sa brahma ja lo ka ti pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi hoa rằng a ya cha tha san ti tha san tâm pa ra chắc kha cha ti ca đề xê tu thầm măng a nu cầm bi măng ba chăng san tham ma phê rinh quy nhà danh cha ca giang sua tân cha bành thăng a phi tham ma chăm măng a cô tại danh tu cha tu san cha đan đăng ba bồ tha nay ye pa ri sa ya man che e vang sa ham pa ti brahma và ga văn tăng a ya cha tha tuân hi phà huê na tăng bu thô ca ruôn nhê na thi hoa sa ya tân ha vu tha ya ba đê na mi ga da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nai ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si san ta nang an tha sin tha căng tê na sa tu a yo phan tê đề xê tu tham ma đề sa nang sam ba yi tha pa ri sa ya a nu cam bam bi ca ta quê nắc mô bút thà giá nắc mô tham ma giá Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính xin thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử mic trước khi chị Nguyên Trang hay là chị Hà có thể đọc chánh kinh của bài Ngài Quỷ Sự ngày hôm nay. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tuần hữu và quý Phật tử. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái bài Ngàn Quỷ Sự thứ 51. Và bây giờ mời cô Nguyên Trang hoặc là cô Hà sẽ đọc dùm phần chánh kinh. Và sau đó sư sẽ chia sẻ giải thích thêm về cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá và mời quý cô.
À, Sức Hà ơi, chưa cầm mic nha. Sức Hà cầm mic lại, giơ tay nãy giờ Sức Hà. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin sám hối tại vì hồi nãy con bị kẹt cái mic, con không cầm được, con phải đi ra, con mới đi vô lại. Dạ, con xin đọc chánh kinh Chuyện Ngã Quỵ Sự số 51, bài 51. Chuyện sáu vạn cái búa, sách thí cù tá xá hát xá. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. Ngày xưa, trong thành Ba La Nại, có một người què giỏi nghề ném đá. Chuyện này là chuyện tiền thân Salit Tá Khá số 107, phần chính được kể qua các vần kệ. Thế rồi một hôm, tôn giả Maha Mất Ga Lá đang đi xuống từ núi Linh Thú. Tôn giả nhìn thấy ngạ quỷ này và hỏi: tại sao ngươi cứ chạy xoay vần như chú nai đi lạc phát cuồng? Chắc chắn ngày xưa gây ác nghiệp, ngươi nghĩ thế nào việc ấy chăng? Ngạ quỷ đáp: tôn giả, con là ngạ quỷ nhân, thần dân khốn khổ dạ ma quân. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đối ẩm ẩn thân. 60.000 chiếc búa vừa tròn, bổ xuống đầu con chẻ sọ con. Trưởng lão hỏi tiếp: ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo, từ đời nay đến cõi âm ti? 60.000 chiếc búa liên hồi, bổ xuống đầu người chẻ sọ ngươi. Ngạ quỷ: ngày xưa con thấy Sunetta hoàn thiện các căn một Phật gia, vừa đến gốc cây ngồi tịnh tọa, an nhiên thiền định chẳng âu lo. Con ném ngài bằng cục đôi, làm tan vỡ cả chiếc đậu ngài. Vì hành vi ấy ngày xưa phạm, con phải chịu đau khổ thật dài. 60.000 chiếc búa vừa tròn, bổ xuống đầu con trẻ sọ con. Khi nghe vậy, vị trưởng lão giải thích: vì chánh pháp này hỡi ác nhân, 60.000 chiếc búa xoay vần, giờ đây đánh xuống đầu ngươi mãi, trẻ nát đầu ngươi 60.000 lần. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh, con xin ơi thỉnh sư pháp thanh truyền pháp cho tụi con về bài này. Dạ, con xin trao mic cho mình. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và kính đảnh lễ sư tôn đức và chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử nha. Cảm ơn cô Hà rất nhiều đã đọc cái phần bài chánh kinh của Ngạ Quỷ Sự thứ 51. Trước khi vào phần giảng giải, sư xin hệ thống lại cái câu chuyện để quý vị hiểu rõ hơn. Tại vì ở trong phần chánh kinh có bỏ qua những cái đoạn, thành ra làm cho chúng ta khó hiểu. Thì cái câu chuyện này đó, nó cũng liên quan ở trong phần Pháp Cú Kinh. Thì ngày xưa có một cái anh bị tật, hai cái đôi chân không có đi được. Nhưng mà anh ta có cái tài búng sạn rất là giỏi. Nhờ cái tài búng sạn này mà những đứa trẻ đó nó thích. Khi mà anh ta ngồi đó, anh ta có thể búng sạn lên những cái chiếc lá ở trên cái cành cây, tạo thành những cái hình. Rồi những đứa trẻ này nó thích. Thí dụ như là nó yêu cầu anh ta làm cái hình gì đó, thì anh ta làm mà anh ta búng sạn mà ra hình đó. Rồi những đứa trẻ này nó trả công cho anh bằng cách là có cha mẹ cho những đồng tiền,
hoặc là có bánh trái, có những cái vật dụng gì đó, nó trả cho anh, và anh ta nhờ đó mà anh ta sống qua ngày. Có một hôm nhà vua mới đi đến thì mấy đứa trẻ nó chạy trốn hết, anh này anh cũng núp vào gốc cây. Nhà vua đi ngang đến cái gốc cây đó ngồi nghỉ, thì thấy trên cái cây á, những lá sao nó có những cái hình hình thù rất là lạ. Thì nhà vua mới hỏi cái ông quan hầu cận, thì người ta mới nói rằng do cái anh canh bị tật hai chân này, anh ta là ông vua cũng lấy làm lạ, mới kêu cái anh này ra. Rồi thấy cái tài nghệ của cái anh này búng rất là hay, nhà vua mới muốn là sử dụng cái tài nghệ của anh này để mà ngăn chặn cái tật nói hớt của ông quan tư tế, ông quan đại thần. Thì mới hỏi người ta là có thể là coi như là dùng cái phân dê đó mà búng được hay không. Thì anh này nói được, rồi ông vua mới cho cái anh này đi về hoàng cung, đem theo một ống phân dê. Rồi anh ta mới được nhà vua bố trí ngồi ở trong một cái chỗ kín đáo, và trên cái màn có chừa một cái lỗ đối diện với ông quan đại thần. Thì vì nhà vua bực mình cái ông quan này cũng có tật hay nói, mà nói hết nhà vua, cho nên là bữa đó muốn cho anh này trổ tài, để cho ông này một bài học. Thì cứ mỗi lần ông quan này ông vừa há miệng ra ông tính nói á, thì cái anh này anh búng vào một viên phân dê. Một lúc là ông vua biết là anh này đã búng hết rồi, cho nên mới kêu ông quan thôi bây giờ đi về gì uống thuốc sổ ra đi. Đó, rồi nhờ cái từ đó mà ông quan này cũng hết dám cái tài mà nói hết với nhà vua. Cho nên để ban thưởng cho cái anh bị tật chân này đó, nhà vua ban thưởng cho ảnh là được quyền thu thuế mấy ngôi làng đó. Thì bắt đầu nhờ vậy mà anh ta khỏi phải làm việc vất vả để kiếm sống. Thì mới đầu tiếng đồn có một cái anh thanh niên anh này cũng muốn đến học cái nghề đó. Thì ông cái anh này cũng truyền nghề cho. Sau khi mà học xong rồi đó thì anh này muốn thử tài của mình, anh ta mới tính là thử tài búng sạn ném đá. Nhưng mà anh ta nghĩ nếu mà bây giờ mình đúng búng mình ném đá vô những người khác đó, thì người ta có cha có mẹ có thân bằng quyến thuộc thì người ta sẽ kiện thưa mình. Cho nên là anh ta đi đến một cái khu rừng vắng, thì lúc đó là Đức Phật Độc Giác Sunetta đang ngồi. Anh ta mới thử tài, anh ta ném đá vào đầu của Đức Phật Độc Giác. Vô tình là phạm vào cái ngũ nghịch đại tội, cho nên là anh ta đã rơi vào địa ngục vô gián một cái thời kỳ rất là lâu. Rồi đến khi mà cái thời kỳ Đức Phật Gautama, thì anh ta do cái quả nghiệp dư sót thì từ địa ngục vô gián anh ta tái sanh làm loài ngạ quỷ. Thì cái con ngạ quỷ này đó, mỗi một ngày nó chịu sự hình phạt của 60.000 chiếc búa đập vô đầu. Cái ngạ quỷ này chạy lanh quanh nó trốn, nhưng mà không có làm sao mà trốn khỏi á. Cho nên là cứ bị 60.000 chiếc búa đập cái đầu nát tan, chết xong rồi thì liền tái sanh trở lại. Và cứ tiếp tục như vậy hết ngày này qua ngày khác. Thì một hôm á, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài mới thấy được cái con ngạ quỷ này bị hành hạ như vậy. Ngài mới hỏi nó là nguyên nhân từ đâu, thì nó đã nói về cái
cái nhân ác mà nó đã tạo từ thời quá khứ, và bây giờ phải bị trừng phạt như vậy. Và sau đó thì Ngài Mục Kiền Liên đã trình bạch với Đức Phật về cái câu chuyện ngạ quỷ này, và nhân đó mà Đức Phật đã dạy và từ đó là có cái tích chuyện ở trong Pháp Cú Kinh. Chắc là trong cái phẩm Cải Ngu thì quý vị có thể muốn biết chi tiết thì sẽ xem vào trong những cái chú giải của Pháp Cú Kinh. Thì trở lại, chúng ta thấy rằng trong đời sống có nhiều chúng sanh khởi lên những cái tác ý bất thiện. Bây giờ mình có tài muốn thử thì thôi, mình thử vô cái cây, cái cối hay là cái gì đó, hay là những con thú gì đó, không đi thử lựa cái người mà những người khác không lựa, lựa ngay cái vị mà tu hành mà vị này đã chứng đắc quả vị lậu tận là Phật Bậc Giác. Cho nên là cái hậu quả nó rất là khủng khiếp. Do đó mà khi mà thí dụ như mà giết những cái con thú, những cái con thú mà nó có cái sự phá hại thì cái nghiệp đó nó cũng đổ, mà nó còn nhẹ. Mà giết những cái con thú mà nó có cái sự lợi ích đó, thì cái quả nó nặng. Rồi giết những cái người mà không có giới thì cái quả nó đến nhưng mà cũng nhẹ. Còn nếu mà giết những cái người mà có giới, những người có đạo đức thì cái quả nó nặng rồi. Mà giết đến các cái bậc thánh nhân lậu tận thì cái quả nó rất là khủng khiếp. Đó, do đó mà trong đời sống chúng ta phải khéo gìn giữ những cái tác ý của mình. Mình phải xem xét cái tác ý này nè, nó muốn làm hại như vậy nó có nguy hiểm hay không. Khi mà mình làm những cái điều nào mà hại người, gây khổ đau cho người, thì coi chừng là cái hậu quả nó sẽ đến với mình đó. Cho nên là trong đời sống chúng ta phải luôn luôn có sự chánh niệm tỉnh giác để mà gìn giữ quán sát về cái tác ý của mình nó sanh khởi, kịp thời ngăn chặn những cái tác ý bất thiện. Một khi mà đã thể hiện qua thân, qua khẩu, thì nó sẽ đem đến những cái hậu quả khôn. Cho nên khi mà những cái tác ý bất thiện nó vừa sanh khởi, chúng ta phải kịp thời dập tắt, tránh sang, không để cho nó sanh khởi ở trong nội tâm chúng ta. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, rồi vì mê lầm mà chúng ta tạo những cái ác bất thiện nghiệp, nếu mà phạm đến những cái bậc thánh nhân thì nó sẽ đem đến cái hậu quả tai hại rất là khốc liệt, trải qua rất nhiều những kiếp sống. Đó, thành ra đó, chỉ một cái tác ý, một cái hành động ác mà nó phải bị trừng trị suốt một cái thời gian dài, với những cái cảm thọ khổ đau khốc liệt, tái sanh vô những cái cảnh giới khổ đau. Thì qua đó để chúng ta thấy rằng là chúng ta phải cẩn thận với những cái tác ý bất thiện. Thì hôm nay cái bài học, cái bài thứ 51 này cũng là một cái bài cuối cùng trong cái chuyện ngạ quỷ sự. Thì
kết thúc để chúng ta thấy rằng qua những cái bài học từ trước đến nay chúng ta thấy rằng gì? Tất cả những chúng sanh do dễ vui, không kiểm soát được cái tắc ý của mình, hay là không kiểm soát được cái suy nghĩ, cái ý nghiệp, để những cái tác ý bất thiện, những cái tác ý là ganh tị, bỏng sẻn, chấp thủ, quyến luyến, thì chính những cái này đó, nó dẫn dắt chúng ta đi đến những cái cảnh giới khổ đau. Rồi quý vị thấy cũng có những người biết làm thiện, nhưng mà cái thiện này á, nó không hoàn toàn, mà những cái thiện này á, nó còn trộn lẫn với những cái tham muốn. Cho nên á, có những cái chúng sanh sanh trong cái ngạ quỷ, nhưng mà cũng có chút phước, nửa ngày là ngạ quỷ, mà nửa ngày là chư thiên, chư thiên dục giới, chư thiên địa cầu đó. Cho nên đó, từ đó để chúng ta thấy, chúng ta hiểu biết, để chúng ta tránh xa những cái tác ý xấu xa. Khi mà chúng ta làm những việc lành, bố thí, trì giới, tham thiền, tu tiến với cái tâm là hiểu biết đầy đủ, thì chúng ta sẽ đem đến những cái lợi ích rất là tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta làm nhưng mà cái thiện nó còn vướng bận, dính dấp những cái bất thiện, chúng ta làm để cầu mong được điều này điều khác, chúng ta làm để cầu mong tái sanh trong cái cảnh giới này cái giới khác, chúng ta làm để với cái tâm luyến ái cầu mong được kiếp sau được gặp cái người mà mình thương mình thích gì đó, thì sao, thì chúng ta sẽ có phước, nhưng mà nó cũng có cái sự khổ đau theo sau. Cho nên qua những cái câu chuyện ở trong ngạ quỷ sự này, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy là sao? Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen. Nghiệp có đen có trắng sẽ cho quả có trắng có đen. Như cái anh chàng mà ngạ quỷ mà 60 cái búa đập đầu này, thì người ta làm cái nghiệp nó quá nặng, cái nghiệp đen đen thui rồi đó, cho nên là rơi vào gì, địa ngục vô gián, rồi cái quả dư sót tiếp tục trả bằng cái tác ý bất thiện của mình. Rồi có những câu chuyện ngạ quỷ mà mặc dù là ngạ quỷ nhưng mà hưởng được những cái sự tốt đẹp, như là ngạ quỷ giường xoài, hay là nữ ngạ quỷ mà có được những cái hồ nước có hoa sen rồi cái nọ đó, là gì, làm với thiện nhưng mà có đi kèm những cái mong cầu bất thiện nó theo sau. Cho nên á, là thay vì nếu mà chúng ta làm với trí tuệ, với sự hiểu biết, với tâm xả ly, thì nó sẽ đi đến những cảnh giới tốt đẹp hơn. Còn cũng làm thiện nhưng mà nó còn dính mắc với những cái bất thiện theo sau, thành ra đó sanh ra ở những cái cõi nó không được tốt đẹp. Do đó đây là những cái bài học để chúng ta thấy trong đời sống chúng ta phải hết sức là chú trọng vào những cái suy nghĩ,
những cái tác ý. Nếu mà những cái tác ý bất thiện, hoặc là những cái tác ý thiện nhưng mà nó bị thúc đẩy bởi phiền não, thì sao? Nó sẽ đem đến những cái điều hết sức là tai hại. Cho nên chúng ta trong đời sống luôn luôn là phải có cái sự nỗ lực, luôn luôn quán sát các cái tác ý của mình, kịp thời xem xét, quán sát cái nội tâm của mình, không nên giải đãi dễ vui, buông lung chạy theo trần cảnh bên ngoài. Mỗi một giây phút mà chúng ta buông lung dễ vui, không có quán sát, không kiểm soát cái nội tâm của mình, để những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái tác ý bất thiện nó sanh khởi, rồi chúng ta không kiểm soát nữa. Những cái tác ý bất thiện này càng ngày nó lớn mạnh, thì nó sẽ sai khiến chúng ta, thể hiện qua thân tạo thân ác nghiệp, thể hiện qua khẩu tạo khẩu ác nghiệp. Và khi mà những cái ác nghiệp đã tạo rồi thì nó sẽ đem đến những cái hậu quả khốc liệt. Cho nên chúng ta đó, đây là những cái bài học để chúng ta xem xét, hiểu biết, để tự phản tỉnh lấy nội tâm chúng ta. Cái việc mà kiểm soát tâm, cái việc mà luôn luôn canh phòng cái tác ý, những cái trạng thái tâm của mình, là việc này là tự mỗi người, mỗi cá nhân phải làm. Không ai làm thế cho mình được đâu. Đó, cho nên là chúng ta học, chúng ta thấy những cái điều này để cảm thấy ghê sợ, từ đó chúng ta tránh xa. Chúng ta thấy những cái câu qua những câu chuyện, chúng ta thấy những cái chúng sanh này đó phải trả ác nghiệp, rồi chúng ta phải tự cảnh tỉnh, có những cái suy nghĩ chân chánh, chúng ta tự phản tỉnh, rồi chúng ta hiểu biết để mà cẩn trọng, chúng ta phải đề phòng với những cái bất thiện này, giống như là đề phòng lửa. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì sao, nó có thể nó thiêu cháy cả cái ngôi nhà. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ mà nó có thể đốt cháy cả khu rừng. Cho nên là đối với những cái tác ý, những cái suy nghĩ bất thiện, chúng ta phải cẩn thận với nó. Vì khi mà một khi mà nó bùng phát rồi thì chúng ta không còn xử lý kịp. Lúc mà ngôi nhà nó cháy rồi thì làm sao? Bây giờ có chữa đi chăng nữa thì cái ngôi nhà nó cũng đã cháy rồi. Khi mà một khu rừng mà nó cháy, bây giờ 100,000 người chữa cháy thì cái ngôi rừng, cái khu rừng nó cũng đã cháy rồi. Thành ra đó, luôn luôn phải cẩn thận, xem xét, quán sát cái tư tưởng, cái nội tâm của mình, không để nó buông lung. Thì sao? Phiền não là nó luôn luôn nó trực chờ chúng ta. Chỉ cần một giây phút chúng ta là buông lung, dễ vui, là nó sẽ quật ngã chúng ta liền. Cho nên là phiền não thì nó không có, không phải nó chờ đợi ai, mà nó luôn luôn nó trực chờ các cái mầm mống của bất thiện, của phiền não. Nó luôn luôn nó ngủ ngầm, nó là những cái tên trộm, những kẻ thù, nó trực chờ khi chúng ta mà sơ suất, thiếu đề phòng, thiếu cẩn trọng, là nó nhảy đến
để mà nó làm hại chúng ta tức khắc. Cho nên là luôn luôn chúng ta phải có sự hiểu biết với trí tuệ, cẩn thận đề, rồi chúng ta có những cái suy tư chân chánh, để chúng ta loại trừ, kịp thời ngăn chặn loại trừ những cái tác ý bất thiện. Do đó mà nhờ cái sự hiểu biết như vậy, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa, kịp thời dập tắt, ngăn chặn những cái tác ý bất thiện, những cái phiền não ở trong nội tâm chúng ta. Và chúng ta nỗ lực thực hành các cái thiện pháp theo lời Đức Phật dạy, và dung bồi trí tuệ, luôn luôn cân nhắc, suy xét, cẩn thận trước khi nói, trước khi làm, và luôn luôn cẩn thận quan sát cái nội tâm của chúng ta, thì như vậy sẽ đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại, và hướng đến những cái cảnh giới tốt đẹp trong ngày vị lai. Thì cái điều này đó, thì chính mỗi cá nhân mình phải tự lực, mình phải tu tập rèn luyện. Còn Đức Phật ngài chỉ dạy cho chúng ta những cái phương hướng, cái phần thực hành là từ mỗi người chúng ta phải thực hành, thì sẽ đem đến cái lợi ích. Thì với những cái bài học của ngài Quý Sư, để chúng ta thấy ra những cái sự khổ đau ở trong thế gian này là do những cái nhân xấu, những cái tác ý bất thiện, do vô minh phiền não mà chúng ta đã gieo, đem đến những cái hậu quả tai hại khôn lường. Do đó chúng ta phải cẩn thận, luôn luôn cẩn thận xem xét cái tác ý và sát cái nội tâm của chúng ta, để chúng ta sống với một đời sống với trí tuệ, hiểu biết, thì sẽ đem đến cái lợi ích an vui. Và với phước báo này, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Căn Nghiêm, và kính chúc tất cả quý Phật tử cũng như quý tu nữ nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều hiện sự trong đời sống, và hướng đến những an vui tốt đẹp, giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ thì xin kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, và xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học cuối cùng của ngài Quý Sư, và cũng là bài học rất là hay. Và bạch sư, Nguyên Như có một cái câu hỏi. Khi mà Nguyên Như nghe sư dạy về cái hành vi của mình trong từng lời nói, mình phải rất là cẩn thận khi mà mình có thể, bây giờ giống như là tụi con đó bạch sư, nhiều khi ngồi bắt phô với nhau hay tám, trời ơi cái thằng này coi vậy mà nó đâu có tu gì đâu, nó lên lớp nó ngồi dậy, thí dụ như là như vậy bạch sư. Mà lỡ mà xui đó bạch sư, nếu mà cái vị mà mình đang nói xấu á, họ không có đang tán, họ không có đang làm biến, mà thiệt sự lúc đó, lúc ngay chính cái lúc mình nói xấu người ta, thì người ta đang ở trong cái trường thiền, hoặc là người ta ở trong khóa thiền, cái tâm người ta rất là thanh tịnh, người ta cũng có pháp luôn, thì cái lúc đó bạch sư có phải là vô tình mình nói xuyên, mình nói tán ở ngoài đây ngay cái lúc đó đó, thì mình có phải là mình phạm cái nghiệp rất là nặng? Lúc đó là mình tưởng người ta đang làm biến, nhưng mà người ta đang tu như vậy á, thì con nghĩ là những cái trường hợp như vậy á, Phật tử của tôi con gặp nhiều lắm á bạch sư. Nếu mà như vậy sư có
có thể dạy cho tụi con là lúc lúc thiệt ra là cái lúc đó tụi con sẽ phạm những cái lỗi là nó rất là nặng hơn so với những cái lúc mà bình thường mà cái người mình nói xấu họ không có tu, phải không sư? À, con xin hỏi như vậy để mà tụi con cố gắng để mà không có nói xấu người khác. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Thì chúng ta biết rằng nếu mà một người họ mê lầm tà kiến, mà mình có thể mình chỉ dẫn, mình giúp đỡ cho họ để họ tránh xa những cái mê lầm tà kiến, thì chúng ta có một cái phước báo rất là lớn. À, ngược lại, khi mà người ta đang thực hành những cái điều hết sức là tốt đẹp, nhưng mà vì cái tâm ganh tị, bỏng sẻn hay là cái gì đó, mà mình gây cản trở cho người khác, thì người đó họ đang thực hành tốt đẹp mà mình phá phách, mình gây cản trở, mình nói xấu, mình bài xích, chê bai thế này thế khác, thì dĩ nhiên mà cái phước nó lớn thì cái tội cái hay là cái quả xấu nó cũng lớn, giống như cái cân vậy đó. Quý vị, bỏ bên này cái cân, cái quả cân một ký, thì bên này á, nếu mà mình cân trong đường á, thì nó cũng một ký, mà nếu mà mình cân muối thì nó cũng một ký đó. Cho nên á, là cái phước và cái tội, thì nếu mà chúng ta làm những việc lành, những điều thiện, cái phước nó lớn cỡ nào, thì khi mà chúng ta gieo trồng những cái bất thiện thì nó cũng lớn chừng đó đó. Cho nên á, là có những lúc mà nếu mà người ta đang ngồi thiền, mình vô tình mình không có cố ý, vô tình mình tạo cái tiếng động, thì cái quả nó cái sự cố ý thì nó không đem đến cái nghiệp. Nhưng mà mình thấy người này á, ngồi thiền, phải không, bây giờ mình đặt tu hành rồi kia này nè, mình cố ý mình gây ồn ào, hoặc là mình làm những cái tiếng động, những cái chướng ngại gì đó, cho người này không có thể tu tập được, thì tất nhiên thì nó gây cái sự bất thiện, cản trở người khác người ta tu tập. Nhưng hoặc là người ta đang học kinh, đang học kinh, học gì đó, học pháp gì đó, cái mình thấy không thích, bắt đầu mình cản trở, mình gây chướng ngại, thì sao? Sau này mình học pháp, học kinh, học hoài học không được, do cái nhân mà mình gây cản trở cái người khác đó, thì giống như cái quý vị học ở trong cái pháp quốc kinh, mà cái câu như cái câu thứ hai đó, cái vị tỳ khưu mà học có một câu kệ ngôn, học 7 ngày mà hoài học không thuộc, đúng không? Là sao? Tại vì hồi xưa đó, cái vị này cũng là một cái vị pháp sư rất là giỏi, nhưng mà khi mà dạy, chỉ dạy cho mấy vị khác học á, thì nhiều khi người ta trí tuệ là kém, nhưng mà ông này cái tâm cũng nổi sân, ổng chửi mắng người ta cái đồ ngu, có đâu học hoài không thuộc, thấy không? Thành ra sao? Cái kiếp thời kỳ Đức Phật, ông ta đi xuất gia. Rồi ông sư huynh á, anh được chỉ cho ổng cái câu kệ ngôn, mà ổng học hoài, học 7 ngày học không thuộc. Ông ta buồn quá, ông ta tính thôi bây giờ á, là mình học hoài học không thuộc, thôi đi về. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên, những cái phước báo, cái pháp độ của ông đã tạo trữ đầy đủ, cho nên là Đức Phật mới tổ bằng cách là đưa cho ông ta một cái
cái miếng vải trắng. À, rồi biểu ông ta lau mặt, lau tay. Thì nhờ cái tuệ quán, hồi nãy miếng vải nó trắng, nhưng mà bây giờ mình lau mặt, lau tay rồi hồi thì cái miếng vải giờ nó dơ bẩn. À, ông ta mới quán sát về cái tính chất, cái bản chất vô thường. À, thì ông ta đắc quả A-la-hán. Thấy không? Thành ra đó, à, khi mà chúng ta giúp đỡ chỉ dẫn cho những người khác cũng vậy. À, chúng ta đừng có vô tình chê trách những cái người khác kém cỏi, mà mình phải cố gắng nhẫn nại chỉ cho người ta. Tại vì chúng sanh mỗi người cái phước duyên nó khác nhau. Có những người cái trí tuệ nó nhạy bén thì người ta học nó mau. Còn những người mà kém phước, cái trí tuệ chậm lục thì phải từ từ người ta học. Mình đừng có chê người này người kia. Đó, thành ra đó là cũng là những cái bài học chúng ta cẩn trọng đối với cái khẩu nghiệp của mình. Đó, thì ở trong ngã quỷ sự cũng có nhiều cái câu chuyện đó. Mình ganh tị, mình chửi mắng mấy vị tỳ khưu, rồi phải làm ngạ quỷ, phải ăn những cái đồ mà dập ô uế. Tại vì cái khẩu nghiệp mà mình chửi mắng, mình nói mấy vị đó thì đem đến cái hậu quả. Cho nên từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mình phải cố gắng tránh xa những cái ba cái ác nghiệp đó nha. Chúng ta phản tỉnh xem xét, thanh lọc những cái ác nghiệp để chúng ta thực hành các cái thiện nghiệp, thì sẽ đem đến một cái đời sống tốt đẹp an vui nha. Mình càng cẩn thận, mình càng phản tỉnh xem xét nhiều thì sẽ tránh xa những cái bất thiện và chúng ta tạo nhiều cái thiện. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Vi Nhật, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú. Dạ, con xin tri ân đạo tràng. Sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi của Nguyên Như để có thể giúp đỡ cho các bạn đồng tu mình có thể là vượt qua những cái trở ngại trong cái tâm mình khi mà mình học đạo. Bạch Sư, cùng một cái ý tưởng như vậy, con xin Sư có thể giải thích cho chúng con là khi mà mình vô trong khóa thiền, thì nếu mà mình không có đi tu được chung với các bạn mình, mà mình có thể dâng những cái vật thực, hoặc là chúng con có thể là mình hùng với nhau để mà mình dâng vật thực lên các trường thiền lớn đó Bạch Sư. Thì nếu mà mình làm như vậy với cái tâm thành của mình, thì dạ Sư dạy cho tụi con là cái quả báo của những cái thiện sự đó, thì có thể là nó giúp cho mình sau này mình có tu, mình có thể là mình vô định lẹ hơn, hoặc là mình thấy pháp lẹ hơn được không về Bạch Sư? Hay là cái chuyện đó chỉ là phước báo về cái phước vật thôi, mà nó không có thể qua cái phước trí, phước tu của mình được Bạch Sư? Và con xin dâng mic lại cho Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta làm những cái việc thiện lành, thì tùy theo cái điều kiện, khi mà chúng ta dâng cúng vật thực, bốn món vật dụng mà đến chư tăng hỗ trợ trong các cái khóa thiền, thì ở đây nó chỉ là một cái điều kiện để sau này chúng ta tu tập nó an ổn hơn thôi, chứ nó không thể nào mà
mà cái vật chất mà nó trở thành cái tuệ giác được, chúng ta phải hiểu vậy. À, thì hổng hổng đi uống độc đó. À xin lỗi, rùm Phật giáo Nam truyền. À, người bố thí vật thực là cho sức mạnh. À, người bố thí đèn đuốc là cho mắt sáng. À, người bố thí xe thiền là cho sự an vui. À, thành ra đó, những cái vật mà mình bố thí là nó là phước vật, nó chỉ hỗ trợ trong cái đời sống tu tập của mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình dâng cúng vật thực đến các cái thiền sinh ở trong một trường thiền, thì cái điều này xem mai mốt là nó có điều kiện khi mà mình muốn tu tập, có những cái điều kiện thuận lợi về trú xứ nè, rồi về vật thực nè, kia nọ đó. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị muốn tu thiền nhưng mà sao không có trú xứ, không có vật thực, không có thuốc men rồi kia nọ, thì mình cũng khó khó mà thực hành, khó mà tập lắm. À, thì có một cái câu chuyện này trong thời kỳ quá khứ đó, có hai vị tỳ khưu, hai vị tỳ khưu thì có một vị á, hằng ngày khi mà đi bát đó, cái vị này nhận vừa đủ cái vật thực của mình thôi, cảm thấy vừa đủ ăn thôi rồi không nhận nữa đi về. Còn một vị á thì vị này nhận ai cho nhiều nhận, xong rồi có những vị khác mới chê trách vị này, ông này cũng tham quá, ông ăn gì hết mà cũng nhận một bát đầy vậy. Nhưng mà cái vị này không phải là nhận cho mình, mà cái vị này á nhận đem về để chia sát lại cho những cái vị tỳ kheo bệnh, không đi bát được, hoặc là chia sớt lại cho những cái vị sa di mà không có vật thực đó. Thì trải qua cái thời gian hai vị này sau khi thân hoại mạng chung thì cũng sanh về chư thiên. Rồi đến cái thời Đức Phật của mình, Đức Phật Gotama đó, thì hai vị này mới cùng tái sanh xuống. Thì một vị mà không có cái hạnh bố thí, thì vị này sanh ra làm con của cái người mà đầu bếp ở trong hoàng cung. Còn cái vị kia đó thì sanh ra con của một cái vị hoàng thân. Cái vị mà không có cái hạnh bố thí á, thì bị con của người đầu bếp mà sống trong nghèo khổ, cho nên là đắp những cái chăn, những cái tấm đắp á, nó gọi là những cái mảnh vải ghép lại. Còn cái cậu bé mà con của hoàng thân á, thì mới vừa sinh ra là trong chăn êm nệm gấm, đắp một cái tấm vải trị giá cả trăm đồng tiền vàng. Rồi sau khi mà hai cái cậu bé này đó lớn lớn rồi đó, biết nói rồi đó, thì bắt đầu mới nói chuyện. Bữa đó hai cậu bé mới nói, cái cậu mà con của hoàng thân mới nói là tại vì bạn á, hồi đó bạn không chịu thực hành cái hạnh bố thí, cho nên bây giờ bạn sanh ra trong sự nghèo khổ, không? Còn tôi, bạn thấy không, bây giờ là tôi sanh ra được cha mẹ thương mến quý trọng, rồi tôi sử dụng những cái điều đồ vật là quý trọng đó. Thì cái cô công chúa này, cổ rình cũng nghe cổ thắc mắc, cổ mới đem đến cổ trình bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là nó đúng như vậy.
Rồi cổ mới thắc mắc, cổ hỏi với chứ bây giờ nếu mà cái hai cái vị này đó, hai cái vị này nếu mà xuất gia thì đắc quả nó có khác nhau không? Thì Đức Phật nói cái sự giải thoát thì nó không khác. Quả vị giải thoát thì không khác nhau. Nhưng mà cái vị mà không có cái hạnh mà giúp đỡ bố thí người khác đó, thì cái vị này đi tu nó khó khăn hơn. Y áo, vật thực, chỗ trú ngụ đồ nó thiếu thốn. Còn cái ông kia đó, ông có mà cái hạnh mà giúp đỡ bố thí người khác đó, thì ông ta sẽ có vật thực, y phục, chỗ trú ngụ rồi nó đầy đủ, đi tới đâu cũng không có sự thiếu thốn. Thành ra đó, cái phước vật đó, là nó sẽ hỗ trợ trong cái đường tu của mình, chứ không thể nào từ cái phước vật nó có thể chuyển thành phước trí được, không? Nhưng mà đó, quý vị thấy có nhiều người có cái bằng tiến sĩ, nhưng mà nghèo túng quá, phải đi làm mướn cho người khác. Trong khi mình có bằng tiến sĩ mà đi làm cho những cái người mà nó không có bằng cấp gì hết, nhưng mà nó giàu quá đi, nó mở những cái công ty, những cái xí nghiệp lớn. Bây giờ mình vô mình làm cho nó, có nhiều cái nó nói trên trời dưới đất, nhưng mà bây giờ mình không cãi được, nó làm chủ mình mà, nó trả lương cho mình, bây giờ nó biểu mình làm rồi mình phải làm rồi đó. Thành ra đó, đối với ba cái phước thì thường thường hồi đó ngài hòa thượng Pháp Lạc hay dạy, chúng ta không quá chú trọng cái phước nào mà bỏ phước nào nè, cả ba cái phục vụ, pháp học, pháp hành là chúng ta phải làm cho nó đều, thì cái đời sống chúng ta nó tốt đẹp. Tức là phước vật mình cũng làm, phước đức mình cũng làm, và phước trí mình cũng phải dung bồi. Thì như vậy đó, cái sự tu tập mình nó tốt đẹp hơn, chứ mình đừng quá chú tâm. Nhưng mà quý vị biết là có ba cái hạnh, có ba cái hạnh để vị Bồ Tát thực hành, cái hạnh trí tuệ, rồi cái hạnh gì, đức tin, rồi cái hạnh tinh tấn. Thì có nhiều khi do cái hạnh nguyện của mỗi người, thành ra mình thấy người ta tinh tấn quá, người ta không có chịu học thì cũng đừng có chê trách người ta. Tại vì cái hạnh nguyện của người ta là làm nỗ lực tinh tấn trong các cái thiện sự, trong cái sự phục vụ, phải không? Rồi có những cái vị mà có cái hạnh đức tin mạnh thì người ta tin tưởng người ta ấy, nhưng mà ít cái trí tuệ, không? Thành ra đó, mỗi người có một cái đặc điểm riêng, mỗi người có một cái hạnh nguyện riêng, mỗi người có cái sở trường, sở đoạn riêng. Thành ra đó, nếu chúng ta hiểu biết thì ba cái phước đức, phước vật và phước trí, chúng ta phải thực hành đầy đủ, để nó có sự hỗ trợ lẫn nhau, và cái sự tu tập của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Nhân, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Và Nguyên Như Con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đảng giảng dạy câu hỏi rất là tường tận cho Nguyên Như cũng như là cho đạo tràng. Và Nguyên Như xin kính thưa với quý vị, hôm nay đã là ngày cuối cùng chúng ta học bài Ngạ Quỷ Sự với sư Pháp Thanh, cho đến tuần sau, phải không bạch sư, là sư sẽ dạy cho mình về 37 phẩm trợ đạo. Sư sẽ chuyên sâu về để giảng kỹ từng cái chi pháp để cho mình có thể thực tập và mình có thể là vận dụng những cái kỹ thuật này trong cái pháp hành của mình. Quý vị ráng đem tập vở giấy bút vô chép, chứ không có ngồi
gọi là cưỡi ngựa xem hoa, như là nghe giảng nhà quỷ sự nha quý vị. Cái kỳ này là phải chép bài rồi đó. Sa thú, như không có biết. Dạ, thứ hai và thứ ba ở bên Mỹ, anh Giang, là sư sẽ bắt đầu dạy cho chúng ta từ đầu. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đi thiệt là chậm, sư không có gấp. Tự cái này giống như là những cái bí quyết võ công mà đi lẹ quá, tụi con không có gọi là không có thấm nhuần được đó bạch sư. Thành ra con kính xin sư đi thiệt là chậm cho tụi con theo để tụi con xài luôn. Dạ, chị Nhung, thứ ba và thứ tư ở bên Việt Nam. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Như xin dâng mic lại cho sư ạ. Phavatu sabba mangalam rakang tu sabba devata sabba bhuta nu phave na sada so thi phavang tu te phavatu sabba mangalam rakang tu sabba devata sabba thamma nu phave na sada so thi phavang tu te phavatu sabba mangalam rakang tu sabba devata sabba sangha nu phave na sada so thi Và văn tu tê tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Và con xin đạo tràng có thể cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti quy hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca rón tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha vi no vô thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba vui đệ tê y đằng nô nha tì năng hô tu su khi ta hoàn tổ nha ta vô y đằng nô nha tì năng hô tu su khi ta hoàn tổ nha ta vô y đằng nô nha tì năng hô tu su khi ta hoàn tổ nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin kính hẹn chư Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai, tối thứ sáu, và chúng ta sẽ được học tiếp tục phần vi dự pháp với Thầy Kinh Milanda. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.